Cổ đông của Tesla phẫn nộ về kết quả kinh doanh theo quý của hãng sụt giảm tệ nhất 7 năm nay. Elon Musk có thể sẽ phải sa thải 28.000 nhân lực lao động. Tờ Financial Times FT cho hay cổ đông của Tesla đang cực kỳ phẫn nộ về một kết quả kinh doanh theo quý tệ nhất 7 năm của hãng xe điện này. Sự sụt giảm nhu cầu xe điện và cuộc chiến dìm giá đang khiến Tesla lao dốc, buộc Elon Musk phải cảnh báo về viễn cảnh sa thải 20% lao động, tương ứng với 28.000 nhân viên. Cụ thể, CEO Elon Musk của Tesla đã cảnh báo tỷ lệ sa thải lao động sẽ tương ứng với tỷ lệ suy giảm doanh số trong quý 1 năm 2024. Như vậy, với mức sụt giảm 20,1% xuống chỉ còn 386.810 chiếc xe điện trong quý đầu năm nay, trong khi vị tỷ phú nhà Tesla hủy bỏ chuyến thăm Ấn Độ và phút chót, qua đó đặt nghi vấn về việc dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc, thì các cổ đông lại đang bị yêu cầu phục hồi khoản cổ phiếu thưởng trị giá 56 tỷ đô la Mỹ cho Elon Musk, vốn bị tòa án bác bỏ vào tháng 1 năm 2024. Thái độ biến các giám đốc và cổ đông thành đầy tớ của Elon Musk càng đổ thêm dầu vào lửa khi lợi nhuận hoạt động của Tesla trong quý 1 năm 2024 giảm đến 40%, còn doanh thu dự kiến lần đầu tiên lao dốc 8% sau 4 năm.